thì mọi người được biết thì cũng có mẹ Nam Hải, Đông Hải. Rồi bà con nói thôi thì ở đây cũng có tượng mẹ Quan Âm mà ngay sông biển, nên thành ra bà con gọi là mẹ Nam Hải của Tiền Giang. Thì đời sống tâm linh á là một điều không thể thiếu đối với mọi người. Sự kính tin, ngưỡng vọng của người dân và Phật tử càng thẩm thấu trong mọi hoàn cảnh, đó là niềm tin vững chắc của họ. Sự linh ứng của Bồ Tát Quan Âm thì mọi người được biết đã trở thành nguồn cảm hứng với biết bao cái câu chuyện. Hình ảnh Bồ Tát tay cầm bình nước cam lồ cứu vớt chúng sanh đã đem lại sự bình an trong cuộc sống của mọi người. Và khi mà thầy thành lập cái tôn tượng Bồ Tát Quan Âm 33 mét, phía trước như mọi người thấy là khu vực sông Tiền, tất cả tàu ghe muốn ra khơi đều nghe đi ngang đây. Cho nên bà con thấy Bồ Tát Quan Âm thì đứng sát mấy sông, rồi bà con đi lễ lại lâu ngày rồi gọi là Bồ Tát mẹ Nam Hải của Tiền Giang. Rất vui khi ở đây được xây dựng một ngôi chùa để bà con có thể đi viếng lễ Phật. Mình thì mình cũng rất thích đi chùa, cho nên là ở đây xây một ngôi chùa mình rất vui. Và bà con ở đây cũng rất là vui khi mà ở đây có được mẹ Quan Âm thật lớn để có chỗ để mà con mình được đi viếng chùa. Thầy về đây có giấy phép thành lập là cuối năm 2016 cho tới nay. Thì lúc trước thì do thì làm từ thiện ở khu vực chợ gạo Tiền Giang, nay cũng là được 8 năm. Thì lúc đó mới biết là xã Xuân Đông mình thì chưa có cái ngôi chùa để bà con Phật tử lễ Phật, tu tập. Cho nên thì cũng có một vị thí chủ phát tâm cúng dường cái miếng đất là 1026 m2 để mà thầy xây dựng ngôi tâm bảo nơi đây để bà con tiện lễ Phật và tu tập. Vì như mọi người biết thì ở vùng đất Xuân Đông này cũng giống như là một cái bán đảo. Khu vực phía dưới thì giáp với Hòa Định và thị trấn Chợ Gạo. Còn khu vực này ai muốn đi chùa thì chúng ta phải qua phà, rất là khó khăn. Vì thế cho nên thầy mới về đây xin giấy phép thành lập. Sau khi được giấy phép thành lập vào 2016 thì thầy mới khởi công xây dựng cái tôn tượng Bồ Tát Quan Âm 33 mét này để cho bà con Phật tử địa phương cũng như phương xa về để chiêm bái đảnh lễ Bồ Tát. Thì hiện tại tuy là mới thành lập 3 năm nhưng mà mình bản thân của thầy rất là vui vì mình đã đem Phật pháp về một cái vùng đất cần Phật pháp. Hiện tại dù mới thành lập 3 năm nhưng mà cái số lượng Phật tử hiện tại của niệm Phật đường Liên Hoa mà quy y tại nơi đây là trên 500 Phật tử. Hàng đêm như thế thì có đến 20 Phật tử, và những ngày sám hối có khoảng 50-60 Phật tử về đây lễ Phật tu tập. Thì bản thân của thầy là người chọn pháp môn Pháp Hoa để trì tụng và tu tập. Cho nên hiện tại đạo tràng của chúng ta thì hàng tuần vào ngày thứ ba thì trì kinh Pháp Hoa, và ngày mùng 3 âm lịch
hàng tháng thì có đoàn Đại Bi ở thành phố Mỹ Tho xuống trì tụng. Còn riêng ngày mùng 1 âm lịch và ngày rằm 15 âm lịch hàng tháng thì chúng ta sẽ lại sám hối pháp hoa trước tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì thường thì ngày đó thì bà con ở thành phố Mỹ Tho cũng như mọi nơi cũng về để cùng lễ lại cũng như là đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Như quý vị thấy, phía trong của tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm phía dưới đây thì có một cái tôn tượng Bồ Tát Quan Âm bốn mặt. Thì mỗi mặt như thế thì mang cái sự gần gũi để bà con Phật tử chúng ta cầu nguyện và nương về. Thì phía trước đây thì Bồ Tát Quan Âm cầm gậy như ý thì mang cái ý nghĩa là đem lại sự như ý, bình an cho mọi người. Còn phía bên tay phải đây là Quan Âm Tống Tử, tất nhiên là sẽ ban cái phước lành cho những ai cầu nguyện, con cái cũng như trong kinh Phổ Môn hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm là nếu ai thành tâm cầu nguyện nam tử nữ nhân thì đều được như ý nguyện. Còn phía bên đây thì tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cầm quyển sách, tất nhiên là ban cái sự trí tuệ cho mọi người. Còn phía sau lưng là Quan Âm cầm đóa hoa sen để tiếp dẫn những cái chúng sanh về cái cảnh giới của Phật A Di Đà. Còn bốn cái vách tường như quý vị thấy đó là A Nậu Quán Âm, Viên Quang Quán Âm và Sái Thủy Quán Âm, và phía bên đây là Long Đầu Quán Âm. Thì đây là những cái bốn hóa thân của Bồ Tát Quan Âm trong 33 hóa thân. Thì hiện tại chùa đang tiếp tục hoàn thành các hóa thân còn lại của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng đá non nước để ở phía trước tôn tượng cao 33 mét. Chị tên Ngọc, chị đến từ quận Thủ Đức. Hôm nay là cũng là ngày, nói chung là thấy ở bên Facebook á là có đăng là mẹ Nam Hải cao 33 mét chùa Liên Hoa ở Chợ Gạo Tiền Giang, nên cũng muốn thứ nhất là mình viết mẹ Quan Thế Âm, rồi thứ hai là mình cũng tham quan cái cảnh chùa, với lại thấy ở đây thì rất là đẹp, nhưng mà cái chùa thì chưa gọi là được là hoàn thiện lắm, nhưng mà nhìn thì xung quanh rất là mát và thanh tịnh. Mình đến từ huyện Quảng tỉnh Bình Phước, nhưng thì mình sống cũng ở Bình Phước thì nhưng mà quê cũng là quê nhà, nhưng mà thì hôm nay cũng gia đình cũng gần nên chùa thì cũng về thường xuyên, thường đi viếng chùa này cũng thường xuyên lắm. Thì nói chung là đi cũng cùng gia đình, đi với mấy anh em chị em rồi cũng 5-6 người, nhưng mà về đây thường xuyên để cầu Phật, để chúng mình cầu phước Phật để cho để làm ăn rồi chứ trong năm vậy đó, cho nó được suôn sẻ thuận lợi cho gia đình. Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử gần xa, thì hôm nay thầy là Thích Minh Phước, trụ trì của niệm Phật Đường Liên Hoa. Thì kính thưa quý Phật tử, ngôi niệm Phật Đường Liên Hoa được thành lập vào cuối năm 2016, tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Do mới thành lập và ở một cù lao ít người biết đến, cho nên việc xây dựng ngôi chánh điện là niềm ao ước của chư tăng cũng như Phật tử ở địa phương. Vì hiện tại ngôi chánh điện tạm này được xây dựng bằng cột sắt, vách tôn, đến nay đã xuống cấp, mỗi khi mưa gió thì tạt hết khắp nơi. Hàng đêm mà mưa gió tới thì Phật tử cũng như quý thầy đều phải ngừng việc tụng kinh lại để dọn dẹp, vì mưa tạt hết khắp nơi. Cảnh tượng ấy không khỏi xót xa cho chư tăng cũng như Phật tử của niệm Phật Đường Liên Hoa. Hôm nay được nhân duyên kênh truyền thông Phật giáo về làm phóng sự này, thầy thiết tha kêu gọi quý Phật tử, quý nhà hảo tâm một lần tìm đến niệm Phật Đường Liên Hoa để trợ duyên, trợ lực cho công trình sớm hoàn thành như ý nguyện. Như quý vị thấy thì hàng đêm Phật tử phải lau dọn, rồi trải những cái miếng mũ để có thể ngồi và tụng kinh. Mà những lúc mà Phật tử về đông thì không đủ chỗ ngồi để tụng kinh và tu tập, cho nên việc xây dựng chánh điện chánh điện mới rất là khó khăn đối với bà con Phật tử địa phương cũng như quý thầy tại bổn tự.